tâm linh sống một cái dimension song song với chúng ta. Chúng ta làm gì cũng phải cẩn thận nha. Thường những lãnh đạo Việt Nam qua cũng giống như Kỳ Bóc Phúc qua New York để là họp Liên Hiệp Quốc á, họp thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc, thì tự nhiên giờ chót ở trên quý vị mới điều khiển Kiệt đi về New York để mà trên bên đó. Mục đích của Kiệt đi đến đâu á cũng giống Kỳ rồi, mấy tuần trước bắt chính qua Mỹ cũng đột nhiên cái Kiệt cũng có cái giấy mời lên đó. Thì mục đích Kiệt đi là mấy chư thiên theo họ là để cho một cái chuyến đi hoàn hảo của một cái lãnh đạo Việt Nam, để làm chi? Để mà đưa cái nước Việt bớt đi nghèo khổ. Thì Kiệt đem đến là mình dùng cái chữ mà để dễ hiểu là gọi là blessing, là đem sự may mắn đến cho một cái buổi đó, đó là vậy thôi. Chứ còn Kiệt có hiện diện trên màn hình hay là có gặp ai nó không quan trọng, mà những gì đi theo Kiệt xuống đó để mà làm, để mà tẩy hết những cái mà xui xẻo của những cái nhân vật, những cái chuyến đi đó, làm cho chuyến đi đó thuận lợi, đó là thật á. Cho nên quý vị thấy là lần nào mà mấy bển mà qua mà có Kiệt xuất hiện là bảo đảm chuyến đi đó sẽ thành công. Thế nói kim thân chú Kiệt ở trên trẻ không chú? Chú Kiệt hả? Kiệt ở trên nó đẹp trai lắm, không có giống gì đâu nghe. Thế gian là không ai đẹp trai bằng. Có những người ở trong công ty á, họ cũng nằm mơ thấy được cái chân linh của Kiệt. Thấy được cái... một cái gì cũng có thể nhìn thấy nếu mà thành tâm đi. Tại Kiệt có thể phân thân ra nhiều người được, thì hiện giờ cũng có nhiều người nói là mơ nằm mơ thấy anh nữa là đó là thiệt á. Còn cái xác phàm mình đừng có kể, nó mỗi ngày nó cứ theo nắng theo mưa là nó thay đổi dù dù. Đức Diệp, love you brother, we miss you. Cảm ơn anh Đức Diệp. Trinh Nguyễn, chú Kiệt xin cha mẹ để dễ vô dạy cho nước Việt một công nghệ để giàu. Sẽ dạy con, chắc chắn là có, chú đang có rồi đó. Giống như nước Mỹ, có thằng Alon. Giờ đâu có ai mà như cái thời đại này, mới trong vòng mấy năm thôi mà là tỷ tỷ phú giống như Jeff Bezos, Amazon, chúng là với ông Facebook. Nhưng việc mình sẽ có, nhưng mà khi mà mình đoàn kết kìa, cả thế giới đoàn kết lại, cả nước nội đoàn kết, hải ngoại đoàn kết, và không có còn gọi là nghi ngờ với nhau, không có hiềm tích với nhau, dẹp cái nói chung là lãnh đạo cũng phải đoàn kết, dân cũng đoàn kết, hải ngoại quốc nội phải đoàn kết, là nghĩa là tạo lòng tin trước. Nước Việt mình thiếu cái là lòng tin. Nếu mình có lòng tin lẫn nhau từ trong ra ngoài thì bảo đảm chú sẽ có xin ở trên cho một cái kỹ thuật rất là cao siêu để mà cho nước Việt mau giàu. Đó là sẽ có cái đó, nhưng mà bây giờ con nghĩ nó chưa đúng lúc. Chú nghĩ cũng gần rồi đó nghe, chứ không phải là không có, nhưng cũng gần. Chú chỉ biết như vậy, chú chỉ biết hiện nhà nước của mình là đang ở thời bỉ cực, sắp sửa qua Thái Lai, tức là sau này nước Việt Nam sẽ thành cường quốc. Thì bao nhiêu cái clip chú đều nói nước Việt Nam thành cường quốc, không ai tin đâu, người ta sẽ cười đó. Mấy thằng Mỹ nó nghe cười, nước Việt của mày làm gì cường quốc. Nhưng mà nó sẽ cường quốc. Nếu không cường quốc, tại sao nước Việt lại có Phật Thánh Tiên xuất hiện quá trời? Tại sao có chú đầu thai làm người Việt? Đúng không? Chú không đầu thai làm người Ukraine đi. Đúng không? Hay là người này nọ nọ. Cho nên khi chỗ nào mà có Phật Thánh Tiên xuất hiện thì tất cả các vị đều sẽ gia hộ nước đó. Nước mình có đông lắm, mà quỷ ma hiện giờ nó cũng còn đông, cũng cỡ mình á. Nhưng mà từ từ mình sẽ thanh lọc nó ra. Không, nếu mà mình tu cho
chánh nghĩa, mình làm những việc chánh nghĩa, mình tu theo thiên tâm, mình đừng có tin theo mấy